Rồi, mình để mình demo cho anh em nghe tiếng bô xíu ha. Bô con này thì chắc là ráp rồi. Bô SC mà. Tiếp theo chương trình ghé thăm cửa hàng Lân Nguyễn Mô Tô thì bên cạnh chiếc Z1000 bản RS018 lên đồ chơi khá nhiều, thì mình thấy bên anh Lân cũng đang có một con Z9, con này cũng rất là đẹp các bạn ha. Đó, dành cho anh em nào mà không muốn chạy Z1000 nặng hoặc là Z8 thì nặng hơn nữa, thì bây giờ mình thấy rất là nhiều anh em chúng ta chuyển chơi Z9 nha các bạn ha. Xe nó nhẹ hơn và côn số nó mượt hơn Z8 ha. Đối với mình thì mình vẫn thích cái kiểu dáng của Z8 hơn, tại vì Z8 thì nó hầm hổ hơn anh em ha. Thì con Z9 này ở đây thì đã lên một cái dàn tem của bên AK ha các bạn. Đó, AK Decan ha. Cái dàn tem này lên màu này là màu xanh kim tuyến gì đây nè, mình không biết nó làm sao ha. Đó, nhưng mà anh em thấy cái dàn tem khá là đẹp ha các bạn ha. Này chạy ngoài là bao nổi luôn rồi. Đó. Mình đi một vòng ngoài hình cho em coi ha. Cái dàn chân nè, cái dè trước nè, rồi mấy cái chi tiết dàn nhựa ở đây nè, dàn đầu đèn nè, rồi cái kính chắn gió ha. Đó. Mình xăng ha các bạn, màu này đẹp lắm. Nó dàn đuôi sao lên đây. Cái A-code nó nhẹ hơn nữa, cái này là chưa đâu. Em lên cái A-code Sato là nó siêu nhẹ. Bên cạnh đó thì xe này cũng lên được khá đồ chơi ha. Những đồ chơi mình thấy đồ chơi kiểu nhưng mình thấy khá là đẹp đó các bạn. Này dành cho anh em nào mua về đi cô gái là đảm bảo ô tô dính ha. Nhìn đẹp ha các bạn ha. Đó. Mình đi qua một vài cái món đồ chơi cho anh em coi ha. Đầu tiên thì con này lên cái cặp kiến nè các bạn, kiến CRG nè. Đó, gù nữa nè. Gù đồ chơi. Đây côn tay thẳng đồ chơi ha các bạn ha. Đó. Max Speed gì đây. Đồ chơi này chắc của Thái ha. Đó. Nhìn cũng đẹp ha. Đó. Cô này cũng nhẹ ha. Đấy, cái đồ chơi này nhìn đẹp đấy chứ. Thương hiệu Max Speed có chữ Thái, đây mình nghĩ là của Thái này các bạn. Nó có khúc dư ra màu đen này nè. Khúc này chắc là mình để khi mà có xảy ra té ngã gì đó thì nó sẽ đỡ được bớt nè. Đỡ gãy nguyên cái cùng con thắng của chúng ta ha. Đó, gù. Đó. Rồi một vài con ốc Titan. Đó. Đây có cái chống đổ. Chống độ này giống cái chống độ của DMV quá ha. Đó. Giống cái con chống độ cho con Z1000R2018. Mình mới quay ha. Đó. Ra sau đây. Lốc máy thì có ốc titan với lại có một cái chống độ lốc máy. GTR GTR ha. Đó. Màu đỏ đen khá là đẹp ha các bạn. Đó. Nắp nhớt này cũng nắp nhớt đồ chơi nè. Đó. Một vài con ốc ở đây cũng lên đồ chơi. Cái nắp bình dầu này cũng có đồ chơi nè. Đó. Màu vàng đẹp quá ha. Đây, cái phần cái bảo vệ cái bên dầu đây cũng vậy nè các bạn. Không, con titan rồi Z9 đây ha. Đồ chơi này nhìn đẹp ghê, hài hòa con xe ha. Đó. Đó, tương tự vậy. Đây cái gấp đây có cái đồ đề chân sao ha. Đó, cũng đồ chơi luôn, nhìn rất là chắc chắn các bạn ơi, đẹp nữa ha. Có chiếc Z9 ở đây luôn.
Nghĩa là quan trọng đây là con xe này lên một cái cây bô SC ha các bạn. Đó, Titan rất là đẹp ha. Để mình cho các bạn coi cái cổ bô luôn nè, cổ bô này cũng cổ bô full Titan luôn ha các anh em. Đó. Đó, lên màu đẹp ha. Mình cũng đang muốn lên một cái cổ bô Titan cho chiếc 8 của mình ha các anh em. Nhìn là ô tô đẹp. Này là nguyên một dạng Titan hết nha các bạn. Full six luôn á. Rồi đây thì mình thấy có thêm một cái che cách nước ở đây nha các bạn. Đó. Cũng có chữ IZ900 trên đây luôn. Che cách nước này thì nó là màu xanh nha các bạn. À, mấy cái lưới này bảo vệ lưới màu xanh nhìn cũng khá là đẹp các bạn. Nổi bật ha. Giá bán tầm nhiêu anh Lâm? Cho anh em tham khảo. Hả? 9 nè, đây là anh Lân nha các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu xe về đặc biệt dòng Z1000, Z9 thì tham khảo anh Lân ha. Anh em nào muốn lùng con nào thì có thể liên lạc anh ấy lùng cho. Đó, khoảng 19 ha các bạn ha. 19 mà full đồ chơi gì cũng hợp lý chứ. Có nguyên cái dàn tem đề can đẹp và đồ chơi, những đồ chơi kiện rất là đẹp ha các bạn ha. Giá mình thấy giờ giá Z9 chơi ok rồi đó. Cái đó em tự làm cũng được, em ví dụ em dễ mà. Cái tay thắng thì đằng sau thì cũng lên một cái bát biển số ha bạn. À, bát biển số với lại xi nhan đồ chơi. Rồi mình để mình demo cho anh em nghe tiếng bô xíu ha. Bô con này thì chắc là ráp rồi. Bô SC mà. Thì bên anh Lân là chuyên về Z1000, người ta là bên ảnh còn những cái con xe Z1000 khác nha các bạn ha. Đó, một con, hai con. Đây thì ai anh khách này đang xem con này nè các bạn. Rồi trong đây có một con nữa. Chung thì xe bên cửa hàng họ về họ bán cũng nhanh lắm. Nên là anh em coi clip thì có thể thấy hết, mà cũng có thể thấy còn ha các bạn. Như là con đây là con đây 2012 13 vậy nè, đồng hồ này đồng hồ cũ nè. Đó. Con này thì dành cho anh em nào mua cho biển số thôi ha. Quan trọng biển số này các bạn nhìn thấy không? Con 2345 ha. Anh em nào thích mua xe biển số đẹp thì tham khảo con này ha. Đồng hồ này là đời 2012 2013 gì đó ha các bạn. Đó. Rồi bên anh Lân thì anh cũng có những cái phụ kiện đồ chơi về lon bô rồi heo dầu với lại phuộc này kia ha. Con này thì đồ chơi theo xe, đó có lon AK S1000 kìa các bạn. Lon này đẹp á. Mình cũng đang muốn lên trong xe của mình lắm nhưng mà chưa điều kiện. Đó, Levin Rayfish rồi SC này kia các kiểu. Đó, cái phục ô lình luôn nè. Đây một cái lon Rayfish nữa. Đó. Rồi,